Thì xin chào bà cô chú anh chị, giờ thì ra thu hoạch buổi sáng mà cô chú anh chị ơi, buổi sáng chứ giờ cũng mấy giờ ta, 9 giờ 10 giờ rồi nhưng mà trời còn ui ui thôi, để thì ra thu hoạch bắt đầu nắng lên nữa bà cô chú anh chị. Tại vì nếu mà trời ở ngoài bây giờ buổi sáng ở ngoài á, trời cũng rất là lạnh, để ấm ấm lên thì chạy ra ngoài. Bây giờ mình đi ra thu hoạch ha. Đây thì xơi đất nè, để thì bỏ thêm những cái cây nhỏ nhỏ xuống. Bây giờ mình ra thu hoạch cái nào hay cái đấy ha. Ở ngoài đây thì bây giờ này, thì hôm qua thì cài đất thấy cỏ cái mới rau của thị này, cái mới cải của thị nè, rồi phải hái nó bớt mà của chính diện nè, quá xá là quá xá rồi, mấy bữa nay không có ra. Cái rau này nè mình xào với tỏi á, trời ăn ngon lắm mọi người ơi, nó đắng đắng nó nhẫn nhẫn chút xíu, nó giống như rau cải đắng của mình á, cải đắng của mình nó giống vậy đó, ăn rất là ngon nha, thì rất là thích luôn. Quá trời cắt nhỏ nhỏ ra mình xào rất là ngon. Thôi bây giờ mình ra mình thu hoạch. Đó, cái rau này để hồi chút qua ha. Nè, một cái cây của nó là to vậy nè mọi người. Đó, nó to dữ vậy á. Nhưng mà thủy trồng nó hơi gần quá, chia ra bớt mấy cái cây đó nè. Mấy cây cải cơ của thủy nè. Đó. À, nó quá trời xum xê rồi thì phải hái bớt cái cải kheo này vô, tại nó nhiều quá rồi đó, nó nè tươi tốt dễ sợ luôn. Đây ở đây thì có mấy trái dưa leo nè, một trái hai trái ba trái, thôi cắt dưa leo vô nè, con gì nó cạp rồi nè, nó nhỏ 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 vậy mà có rồi, từ từ là có dưa leo ăn rồi. Cái trái dưa leo đã chưa? Quá trời là quá xá luôn. Rồi bây giờ thì cắt mấy trái dưa leo. Mấy trái dưa leo ha. Có người thì kêu dưa leo, có người kêu dưa chuột, thì cũng biết kêu nó là dưa leo đi. Tại thường thì hay kêu dưa leo, thì phải kêu dưa leo. Thích ghê luôn. Được mấy trái dưa leo là phải lấy đồ cắt, tại vì cái này phải cắt chứ bẻ thì cũng được đó mọi người. Được mấy trái ra thích ha. Đây đây thì còn ở đây sẽ được một trái, nó nhỏ nhỏ nè. Loại nãy với loại này khác nhau và có chứng chị. Cái dây nó nhỏ vậy mà nó được hai trái cho mình, thích ghê luôn ha. Đây thì còn trái nữa nè. Đó. Woo. Thích ha. Trái này đó, nó dài dài nè. 1 2 3 4 5 6 7 7 trái dưa leo. Bí này của Thủy, bí nó cũng lên rồi, để thì hái luôn cái trái này. Đó, bí để bay ở trên nó trái nhiều lắm nhưng mà nó chưa đến mùa của nó, từ từ nó sẽ tới mùa của nó. Rồi trái bí ngòi đây thì có thêm một trái bí ngòi nữa nè. Đó, bây giờ thì sẽ cắt nó, nó còn trái nhỏ nhỏ quá trời luôn nè mọi người. Đây để đây đi, được thêm một trái bí ngòi nữa. Một trái hai trái cho một cây là cũng đủ ăn rồi đó mọi người. Cái dàn khoai tây của Thủy nè. Đó, cái dàn khoai tây này của Thủy là chiều nay hay ngày mai gì Thủy ra Thủy nhổ hết. Được bao nhiêu cái hàng đồng bà có chính gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hàng. Chắc kêu mấy đứa nhỏ ra phụ à. Chứ mình Thủy mới nhổ hết cái này chắc cả ngày á. Này nó nhiều lắm. Hôm bữa Thủy nhổ có một hàng thôi mà nó quá trời quá xá. Ở đây là Thủy cũng đang cho hột xuống rồi, cho hạt xuống trong mùa đông đó. Ở bên kia hành bắp của Thủy sẽ chưa có. Rồi bây giờ mình hẻ vô đây Thủy kiếm coi Thủy có củ dền nào không ha. Cái hàng củ dền này của Thủy nó cũng gần quá nè, nên là Thủy kiếm coi. Cái củ này nó cũng to hơn nè. Đã chưa, quá đã luôn. Rồi mấy cái kia thì nó chưa có củ nào mà Thủy thấy nó to to thì Thủy hái ha, Thủy nhổ lên.
đó. Còn mấy cái củ kia thì để, cái củ này thì nó không to lắm, nhưng mà để thôi thì nhổ luôn đi ha. Nó non non cỡ này nè, cũng được rồi. Để cho nó có chỗ, tại vì cái này là thủy rêu hạt đó, đó. Cho nên nó lên cái thủy chia nó ra, nhưng mà nó cũng còn dày lắm, nó cũng còn rất là dày. Ồ coi nè, ồ cái củ này nó to, cái này hấp lên ăn ngon lắm, ngon mà cô chán vậy. Nó hấp lên ăn rất là ngọt luôn. Nhưng bây giờ thì hay hấp lắm, rau củ quả thì hay hấp á, tại rau tươi nhà mình á, hấp lên ăn á hả, cô ơi nó ngon vô cùng luôn. Ở đây còn nè, đây em nó nữa đó. Quả rồi, nắng lên rồi đó, rồi để thấy thấy đất chỗ này lại nè, cái hàng này nè đó, còn quá trời luôn. Ở đây một củ nữa nè, thấy chưa, được mấy củ. Nói chung là mùa hè đi siêu thị rất mua đồ rất là ít luôn, không có mua nhiều, ở nhà có đủ á thì á hả mình đỡ tiền lắm. Trời ơi, ở nhà làm việc này việc kia chút chút vậy. Ôi củ nó nằm chính giữa mà nấy quá nè, để thấy nhổ luôn cho mấy cái củ khác nó lên ha. Đắp đất nó lại này rồi. Bây giờ thì đem qua cái hàng khác thấy nhổ. Được mấy củ nè, nó nặng chịch luôn vậy đó, nặng quá trời nặng. Đây có cái củ này nó cũng già rồi, to rồi nè. Trời ơi nó đã, nó đã dữ sao cái này. Đắp đắp em lại cho em nè, lên to hơn đó. Một hai hàng, hàng một hai củ vậy. Đây đó, khoai này ăn không phải khoai mà là củ dền, quá trời đã rồi nè. Mỗi lần mà Thủy hái vô một hai ấy như là Thủy ăn một hai tuần luôn á, cho nên là mà cả tươi, cho nên Thủy ăn không ăn đi. Chó con nhà Thủy này chưa được tuổi nữa đó. Hay hay không có ăn. Nó đánh cạo, đánh cho nó ăn. Nhưng mà thôi. Ôi, ôi. Nó to. Ôi, nó to. Thôi con này để từ từ đi, khi nào mình ăn á, con này nó lên đất rồi nè, mình ăn thì mình ra mình hái. Ở đây hai cái củ này nào mà cũng này, nó cũng lên rồi, hơi nhổ đi. Cái này là nó bị sót lại, những cái hàng của Thị đê trồng á, nó còn sót lại cái thì không có, ai da, không có để ý nữa nè. Ba củ đã chưa, củ nào cũng đây nó tươi tốt gì đâu quá trời, đã ghê luôn rồi nè. Bây giờ chị sẽ bẻ cái rau cải kheo này ha. Nó tươi dữ lắm, quá trời nè. Nào mà cô chính chị ở trong. Wow. Trời ơi, nó đã. Thôi nè, quá trời, một cây mà bao nhiêu đây mà chính chị. Cái này để nó lên cao, thì cao luôn ha. Thì đây chị coi, thì thích lắm. Để thì coi chồng coi nó khoảng bao nhiêu. Đây, một cây mà bao nhiêu đây nè. Ôi ôi, quá xá là quá xá rồi. Oh my goodness, quá trời. Nghe nè, tươi tốt, dễ sợ luôn. Thích ghê luôn á. Lần sau, năm sau thì sẽ mua cái loại tím đó. Nó có cái loại tím này phải. Làm sao mua thêm cái nhiều màu. Có người comment cho Thủy á,
Chị Thủy trồng bắp cải tím nữa. Đúng rồi, năm sau thì sẽ trồng nhiều màu nhìn chả đẹp. Chứ một màu xanh không, vườn nhà Thủy là một màu xanh tươi rói luôn. Quá xá luôn á. Ôi trời. Có 4 cây à mà nó vậy rồi đó. Quá xá luôn. Ồ, đã tay. Đại quá mà cô chú anh chị ơi, giờ sao chứ? Chắc phải lấy cái khác ra. Tươi ha. Tươi tốt vô cùng luôn. Ôi chà chà. Bên kia nó có một cái cây non kìa. Nó nhảy ra một cái cây non. Để thì bẻ cái cây già. Ôi ôi. Đã luôn ạ. Chiều chiều thì ra cày đất. Thêm chặt nữa thì Thủy bỏ xuống những cái rau củ quả cho mùa đông đó. Để coi năm nay trồng được mùa lạnh lạnh chút xíu không. Khoảng tháng 12, tháng 11, tháng 12. Tại vì tháng 11, tháng 12 thì không có rau củ quả gì đó ông ngồi trên vậy. Cố gắng nghiên cứu. Tại đất nhà thì cũng có cho nên hôm qua cày mới đất đó bên này thì chưa làm xong. Tại thì không có cho cái gì xuống đây nè. Thôi để nó mình làm cày cái chỗ nào mình cần cho hạt xuống. Ôi thì bẻ nó bớt trên. Nó có một cái cây non. Thích chưa. Ôi dạ ghê. Nó kết nó cao không vậy rồi đó mùa chứ nhỉ. Thì muốn để cho mùa cho nó to thật to coi nó cỡ nào. Nhưng mà tiếc lắm, nếu mà già quá mình ăn không được á. Tại mình trồng là để mình sử dụng mà. Mà già quá mình ăn được cũng lắm. Đó, một củ rau nè. Vì hôm nay bây giờ Thủy thu hoạch nhiêu đây thôi. Chiều nay sẽ ra thu hoạch tiếp với con của Thủy. Ở đây Thủy có khoảng mười mấy, 15 củ phai. Không phải phai mà là củ dền. Củ dền đỏ đó mọi người. Đó, quá trời ha. Rồi ở đây thì có dưa chuột nè. Ở đây thì có hai trái bí đĩa bài. Nó bắt đầu có rồi. Từ từ là có rồi đó. Ở đây thì có một cổ rau. Rau này. Đó, do keo á. Quá trời quá xá luôn mà bà chính gì ơi. Cái này lên vô rồi rửa và muối. Cái xong mình làm gì đó mình ăn. Cho buổi chiều chiều nay á. Chắc thì làm tôm. Làm đồ ăn chiều. Với mấy món gạo cải này, làm tôm xào với trứng muối, lòng đỏ trứng muối cho chồng Thủy ăn thử. Đây, mà giờ vợ chồng Thủy đang ăn rau củ quả không à, rất ăn cơm. Cho nên là hồi làm video mấy mọi người không có thích đâu ha. Đây đó, rồi. Thủy cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn nha, luôn ủng hộ thương Thủy. Cho Thủy một like hay một share, một đăng ký ủng hộ thì cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Bye bye.